thức muộn. Cái này là ở trên YouTube mà mình cũng sẽ có xem lại được không hả thức? Dạ xem lại được, tại vì em Ừ. tại vì cái đối với cái tri thức này em thấy nó quý giá và nó cần cho nhiều người anh, cho nên em xin phép được live stream trên trên YouTube, tại vì nó cũng không phải là bí mật gì hết mà tri thức nó đáng xứng đáng để lan tỏa. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu mà trong quá trình chia sẻ mà bạn nào có những cái câu chuyện cá nhân mà nó cần phải giữ bí mật á thì nói em tiếng em dừng like lại thôi, cũng không có gì. Nhưng mà có những cái câu chuyện của mình mà nó có thể làm đánh động và làm lay động được người khác, giúp cho người khác chuyển hóa cuộc đời thì mình cũng không có gì phải phải giấu để làm gì, đúng không? À, có những cái câu chuyện mặc dù là đôi khi là mình thấy nó là cái gì đó nó không tốt với mình, nhưng mà nó sẽ cũng có thể là cái do nó giống giống với những câu chuyện của người khác, và mình có giải pháp cho nó thì cũng giúp cho người khác có được giải pháp luôn. Thôi mình học hết cả nhà. Hôm qua mình học cái nhận diện được 6 cái rào cản tự hạn chế nhận thức bản thân, và cái nguyên lý vòng tri thức. Hôm nay mình có một cái nguyên lý mới, đó là nguyên lý chuyển hóa. Nguyên lý chuyển hóa. Nguyên lý chuyển hóa. Thì chuyển hóa nó là một cái dạng của thay đổi thôi. Thay đổi, mình hay nghe là gì? Thay đổi bản thân, thay đổi này, thay đổi kia đó, nó là thay đổi, nhưng mà thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thì mình có thể gọi nó là chuyển hóa. Thay đổi theo chiều hướng tích cực thì nó gọi là chuyển hóa. Thì nó sẽ bắt nguồn từ, đầu tiên nó sẽ bắt nguồn từ việc hỏi, đặt câu hỏi. Thư sẽ ghi hết cái sơ đồ này xong, sau đó Thư sẽ giải thích nè. Đầu tiên là xuất hiện một câu hỏi. Xuất hiện một câu hỏi. Cái câu hỏi này nếu như mà nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và khiến cho mình trăn trở, mình đi tìm câu trả lời mà chưa có câu trả lời, thì nó sẽ trở thành nghi vấn. Nó sẽ trở thành nghi vấn. Nghi vấn cũng là hỏi. Nhưng mà cái nghi vấn này là cái gọi là cái trăn trở lâu ngày của mình, lặp đi lặp lại mà mình muốn tìm câu trả lời nhưng mà chưa có, thì được gọi là nghi vấn. Và khi có nghi vấn, khi nghi vấn được xuất hiện một cái câu trả lời, xuất hiện một cái giải đáp, một cái giải pháp gì cho mình á, thì tại cái thời điểm mà xuất hiện đó đó, tại cái thời điểm mà mình ngộ ra đó đó, thì được gọi là hiện ngộ. Cái giây phút mà mình hiểu nó đó, tại cái giây phút đó thì trong một một vài phút thôi thì mình được gọi là ngộ. Và từ khi ngộ cho trở về sau luôn, từ khi ngộ trở về sau luôn, mình giải thích được cái vấn đề đó là cái gì, ai hỏi lại thì mình sẽ giải thích được, thì lúc đó mình gọi là hiểu. Đó mình gọi là hiểu. Thì kể từ khi mình hiểu được thì mình sẽ chuyển hóa, hay là mình sẽ thay đổi. Mình sẽ thay đổi. Mình sẽ thay đổi. Thì đối với cái sơ đồ này nó có hai điểm mấu chốt, đó là nghi vấn. Một là nghi vấn. Một là nghi vấn và hai, cái điểm số 2 là điểm ngộ. Điểm ngộ. Thì đại loại nếu mà chuyển hóa đó, nó sẽ có hai dạng đúng không? Hay là thay đổi nó sẽ có hai dạng. Nó sẽ là chuyển hóa hay là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thay đổi theo chiều hướng tích cực là do cái hiểu của mình theo chiều hướng tích cực, cái ngộ của mình theo chiều hướng tích cực. Mà muốn ngộ và hiểu theo chiều hướng tích cực thì cái nghi vấn của mình
nó phải nghi vấn theo chiều hướng tích cực, thì lúc đó nó mới đưa tới cái ngộ và cái hiểu tích cực, và nó chuyển hóa theo chiều hướng tích cực. Thì hai cái mấu chốt là nghi vấn và ngộ, nghi vấn và ngộ, và đặc biệt là nghi vấn. Vậy thì nếu như nghi vấn tiêu cực, nếu như nghi vấn tiêu cực thì mình sẽ sao ạ? Mình sẽ ngộ theo chiều hướng tiêu cực. Mình ngộ theo chiều hướng tiêu cực. Nghi vấn tiêu cực thì sẽ ngộ theo chiều hướng tiêu cực và hiểu theo chiều hướng tiêu cực và chuyển hóa hay thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Như vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là thế nào là nghi vấn tiêu cực và thế nào là nghi vấn tích cực? Mình nghe rất là nhiều cái từ gọi là tiêu cực và tích cực đúng không? Nhưng mà mình có thật sự là mình đã phân biệt được nó hay chưa? Mình đã phân biệt được nó hay chưa? Ở đây thì có Hải học rồi nè, một vài người học rồi, nhưng mà mình chậm chút để cho người mới mình thử đi. Hello Lily Lâm là ai vậy ta? Nhiều người mới vậy ta? Nghi vấn thì nó sẽ có hai dạng. Có phải không nha chị Thương? Hả? Có nhiều người mới đấy chứ. Nhiều người không? Có Lily Lâm, có Nguyễn Thị Hằng này, không biết là ai nè. Thì mình sẽ có nghi vấn tiêu cực, nghi vấn tích cực trước đi. Tích cực và tiêu cực. Tiêu cực. Đây là cái trọng điểm để mình thay đổi cuộc đời đây. Trọng điểm để mình thay đổi cuộc đời đây. Có nghi vấn ha. Mình có nghi vấn thì mình mới chuyển hóa. Còn nếu không có nghi vấn thì mình sẽ không có chuyển hóa. Đặt nghi vấn đúng, đặt nghi vấn đúng thì chắc chắn sẽ có câu trả lời đúng. Còn câu trả lời đúng đó nó như thế nào á, nó ở đâu có thì tự động nó sẽ đến. Nhưng mà có nghi vấn đúng thì chắc chắn sẽ có câu trả lời đúng. Được không? Như vậy thì thế nào là tiêu cực và thế nào là tích cực? Thế nào là tiêu cực và thế nào là tích cực? Thử Trang đi. Trang hiểu thế nào là tiêu cực, Trang hiểu thế nào là tích cực đi Trang. Em nghĩ tiêu cực là mình luôn suy nghĩ về những cái rào cản, về những cái điều mà mình mất, về những cái nỗ lực mà mình sẽ cân đo đong đếm kỹ. Còn ví dụ như về tích cực thì mình sẽ nhìn tới cái đích đến, hoặc là mình sẽ nghĩ về cái gì mình sẽ được gì khi mình làm được việc này, hoặc là mình sẽ có được gì nếu như mình cố gắng thêm một chút nữa. Thì em nghĩ là tư duy nó sẽ mở hơn hướng vào những cái mục tiêu cũng như cái mong muốn của mình. Ok, cũng được. Anh Thành có ý kiến gì không anh Thành? Anh Thành thiếu hiểu thế nào là tiêu cực và hiểu thế nào là tích cực? Mình cũng chưa chiếu mới. Mới đúng không? Hệ quy chiếu mới. Rồi. Bây giờ mình cái nghi vấn đi, bây giờ mình thử mình viết xuống 5 cái nghi vấn, không suy nghĩ ha. Viết nhanh, không suy nghĩ. 5 cái nghi vấn mà hồi nào giờ mình trăn trở mà chưa tìm được ra cả câu trả lời. Mình viết xuống, nghi vấn về cuộc đời của mình á. Nghi vấn thì mình viết xuống. Hãy viết rồi viết lại luôn. Thử xem lần này nó xong rồi sau đó em lật lại cái lần trước xem nó có khác không. Nếu khác là có sự chuyển hóa, còn không khác là chị phải coi lại bài giảng của chị.
Nào chưa? Các anh chị nào xong chưa? Hải xong chưa Hải? Hải đọc thử hả? Năm nghi vấn. Năm nghi vấn nhưng mà em lại biết đề rồi, như kiểu thế thì nó hơi lộ nhỉ. Đọc đi, chúng ta đâu đọc đi, em đọc đi. Lộ gì đâu lộ. Vì em nhớ là cái đoạn này thì phải trả lời theo hướng. Không, 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 không trả lời, chỉ đọc nghi vấn thôi. Em viết cái xuống gì em đọc lên đó thôi. Năm nay nói chung là nó vẫn hơi tiêu cực, em vẫn thấy nó đang có sự tiêu Đọc đi. cực. Phải nói thật lòng là ví dụ như cái nghĩ đầu tiên là liệu công việc của mình năm 2023 này có tốt đẹp không, mình có À, giải quyết được cái vấn đề. Nghi vấn thứ hai là mình có giải quyết được cái vấn đề trong giai đoạn này không. hiểu. Nghi vấn số 3 là công việc có bền vững không. Tất À. nhiên là hiện tại em đang viết đến đoạn ý. Rồi, ok. Chắc phải coi lại bài giảng lắm. Không thì em bảo là em thì vẫn nhớ theo đề là phải đặt nghi vấn tích cực là năm 2023 này làm thế nào để tốt. À. Ok thôi. Rồi Trang đi, Trang đọc nghi vấn đi. Em có biết là 2023 này có mua được đất. À, 2023 này mẹ mình có vào thăm. À, biết được hai Vào cái thăm hay âm. không hả? Hay sao? Thì em viết vậy đó chị, viết đến chỗ mẹ vào thăm xong cái thì ý là đang nghi vấn là không biết là mẹ mình có vào thăm mình được năm nay không vậy đó. À. À, dạ, viết được hai câu thì tự dưng thấy bắt đầu suy nghĩ rồi nên em thấy là nó sai với mục đích ban đầu là không được suy nghĩ gì nên là em chưa viết câu thứ ba. Ừ. Dạ. À. Ngày xưa cái vấn tư lại gì phải không? Tại sao mình ăn nhiều như thế mà không mập được ta? À. Tại sao mình ăn nhiều như thế mà không lên cân được ta? À. Rồi. Đó là cái nghi vấn của mình ha. Cứ giữ ở đó đi. Cứ giữ ở đó ha. Rồi bây giờ mình ví dụ nè. Ví dụ nè. Bây giờ nha, con mình ha, ai có con ha. Con cầm cái điện thoại con chơi như này nè. Cái bắt đầu mình nói là sao? Mình thường mình nói là sao? Nếu mà Trang thì Trang nói là sao? Để sát con mắt vậy nè. Chơi 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 để xa ra. Ừ, để xa ra hả? Trời 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 để xa ra hả? Vâng. Ừ. Thì còn gì nữa không? Thường thì hay bảo là chơi 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 để xa ra, hứa mắt bây giờ vậy thôi. Thấy chưa? À, để xa ra coi gần hư mắt đúng chưa? Coi gần hư Dán mắt. cái mắt vào đó đi coi còn có Dán con mắt vào đó coi hư biết hư con mắt hết bây giờ. không. Phải không? Đúng chưa? Đúng chưa? Mình hay nói như vậy với con đúng không? À, coi điện thoại xa ra để gần hư mắt bây giờ coi biết cận con mắt bây giờ. Bộ không sợ cận hả? À, đúng chưa? Đúng chưa? Mình hay nói với con mình như vậy đúng không? Ừ, như vậy thì mình xem mình đang nói tiêu cực hay tích cực đây. À, mình tưởng là mình hay ha, dạy cho con rồi ha. À. Nhưng mà dạy có đúng không? Ừ, đây thì ghi lại đây, tích cực. À, bây giờ thêm cái ví dụ nữa đi, lấy anh Thành cho em mượn anh làm ví dụ chút xíu được không? Họ phối hợp với em ví dụ chút xíu được không? Nhờ anh hỗ trợ em được không? Có thuận tiện không anh? Ok, mình vừa gửi mấy câu hỏi lên chỗ chat. Chat hả? Cái gì đây? Thuyết tiến hóa có đúng không? Làm sao biết được một nghi vấn cụ thể nào đó là tích cực hay tiêu cực? Có thể chuyển hóa từ nghi vấn tiêu cực thành tích cực bằng ba ý tưởng. Áp dụng NLP trong dạy con có thao túng tâm lý trẻ không? Thôi từ từ, câu đó được lát nữa mình sẽ nói. À, anh Thành là có gia đình rồi đúng không ạ? Có rồi. Cái này ví dụ ha, em mượn ví dụ thôi nha. Trường hợp thực tế nó sẽ có thể nó sẽ không đối với anh. À, nhưng ví dụ nha anh. Em xin phép được ví dụ ha. À, có một cái người gọi là rất là thân với anh đi, người thân và
anh rất là tin tưởng người này, anh rất là tin tưởng người này, nói cái gì anh cũng tin. Đến một ngày đó, cái người ấy gửi cho anh nhiều bằng chứng, có thể là hình ảnh, có thể là video, có thể là những bằng chứng khác, rằng là em ví dụ nha, cái này em nói trước là em ví dụ nha, rằng là vợ của anh đang có điều gì đó với một người khác bên ngoài. Thì theo anh, nếu anh nhận được cái thông tin đó, thì đối với anh là thông tin đó là tích cực hay tiêu cực? Anh chỉ cần cho em biết đối với anh nó là tích cực hay tiêu cực thôi. Tuy nhiên là mình sẽ hiểu nó là tiêu cực rồi. Tiêu cực. Rồi bây giờ em hỏi tiếp nè, vì sao anh thấy nó là tiêu cực? Tiêu cực tại vì là nếu mà về trong góc độ gia đình mà mình có mà lại có những cái thông tin như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình này. Nó không biết là nó có đúng hay không, nhưng mà nếu có cái đấy thì như vậy là nó cũng sẽ có ảnh hưởng. Dạ, yeah, ok. Rồi em xóa nha, xóa cái ví dụ đó đi. Nhưng mà có một cũng là tình huống như vậy, nhưng đối với một cặp gia đình khác, và cái cặp gia đình này thì đã gọi là gì, chán nhau dữ tợn rồi, muốn bỏ nhau lâu lắm rồi, mà không có điều kiện, không có gọi là không có cái cớ gì để bỏ nhau hết. Thì họ gặp thông tin này thì sao ta? Họ có được cái thông tin này thì sao? Thì có thể trên một góc độ nào đấy thì họ sẽ có đây là một điều gọi là không hiểu. Với mình thì mình không nghĩ nó là tích cực, nhưng mà nó có thể là một cái dấu hiệu thuận lợi cho họ, cho một cái mục đích của họ. Ok, có thể. Thì mình muốn tiêu cực hay tích cực, mình phải dựa vào một cái hệ quy chiếu hay một cái góc nhìn nào đó nó làm cố định để mình so sánh đó. Thì cái đó chính là cái mong muốn. Cái mong muốn của mình là như thế nào? Đối với cặp gia đình kia, họ đang mong muốn chấm dứt mà, chấm dứt cuộc hôn nhân. Thì cái tin đó đó, cái tin đó đối với họ, đến với họ, nó là một tin tích cực. Tin tích cực. Như vậy thì mình muốn biết tích cực hay tiêu cực thì mình phải dựa vào cái mong muốn của mình. Nếu như nó thuận chiều mong muốn, thuận chiều hay là xuôi á, xuôi theo cái chiều mình mong muốn thì nó là tích cực. Nhưng nếu nó ngược chiều với mong muốn thì nó là tiêu cực. Nếu nó là tiêu cực đối với anh Thành, đó là tiêu cực, bởi vì anh đang mong muốn có được một cái hôn nhân hạnh phúc, có một cái gia đình hòa hợp, thì cái tin kia nó đến với mình là tiêu cực là phải rồi, bởi vì mình đâu có muốn cái chuyện nó xảy ra đâu, cho nên nó ngược với mong muốn của mình thì nó là tiêu cực. Nhưng với cặp gia đình kia, họ đang muốn chia tay, họ đang muốn chấm dứt cái hôn nhân đó, và cái thông tin đó đến làm cho họ vui quá, thế là họ thông tin đó đối với họ là tích cực. Như vậy thì tích cực hay tiêu cực chúng ta thường hay nói là gì? Lời nói và suy nghĩ. Suy nghĩ tích cực hay suy nghĩ tiêu cực, lời nói tích cực hay lời nói tiêu cực, thường là chúng ta có hai cái hoạt động đó. Thì mình có thể ghi vào để mình nhớ, đó là suy nghĩ hoặc là lời nói. Thì nghi vấn nó thuộc về lời nói nè, nghi vấn hoặc là tự vấn trong đầu cũng là suy nghĩ. Lời nói, mình bỏ đây, suy nghĩ hoặc là lời nói. Vậy thì hành động con coi điện thoại và mình nói con là gì? Mình nói với con là gì? Coi gần mắt cận đó nghe con. Để điện thoại gần như vậy là mắt cận đó nghe con. Để điện thoại gần như vậy là mắt cận đó nghe con. Vậy thì điều mình mong muốn thật sự là gì? Trang? Là con không coi điện thoại gần nữa. Con không coi điện thoại gần hay là để giữ cho đôi mắt con nó sáng? Giữ cho đôi mắt sáng.
À, con không coi điện thoại gần nhưng mà con coi tập gần thì sao? Con coi truyền hình gần thì sao? À, thấy không? Hay Như là vậy bảo vệ mắt. không mong muốn thật sự của mình là giữ cho đôi mắt của con mà nó sáng, bảo vệ đó cho đôi mắt của con mà nó sáng. Như vậy thì mình phải nói làm sao ạ? À? Mình phải nói thuận theo cái chiều mong muốn đó, thì theo Trang thì em nói làm sao? Nếu mà thuận theo mong muốn đó thì chắc là phải nói là đôi mắt của mình sẽ không thể nào sáng mà bị mỏi nếu mình nhìn điện thoại gần như vậy. Nói đúng cái điều mình mong muốn luôn, đơn giản. Đơn giản, câu đơn giản, câu đơn giản. Vậy thì nó là để nhìn xa ra cho mắt sáng. Đúng rồi, nhìn xa ra cho mắt sáng, để điện thoại xa ra cho mắt sáng, để điện thoại xa ra cho mắt sáng, để điện thoại xa ra cho mắt sáng. À, con mà nó đang chạy 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 cái mà nó chạy 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 té bây giờ nghe, té bây giờ, té bây giờ quốc cái ạch té. À, có phải không? Mình muốn con mình sao? Đi chậm lại con, đi chậm lại cho an toàn, đi chậm lại cho an toàn. À, mình phải sử dụng những câu hướng tới cái điều mình mong muốn, được không? Hướng tới cái điều mình mong muốn. Trong công ty thì sao? Trong công ty thì thường sao? Thường mà nói chuyện với nhân viên sao? À, ví dụ như liên quan tới telesale đi, gọi điện gì từ sáng giờ có mấy cuộc, phải không? Gọi điện thoại gì sáng giờ có mấy cuộc, phải không ta? Vậy thì nếu mà nói tích cực là nói làm sao, nói làm sao? À, gọi nhiều hơn để có khách hàng đến nhiều. Gọi nhiều hơn, gọi nhiều hơn, mình phải nói làm sao để hướng người ta hành động để đạt được cái điều mình mong muốn. Nỗ lực gọi đi để được, gọi nỗ lực gọi đi để được 20 khách đến một ngày. Gọi làm sao cho 20 khách đến một ngày, gọi làm sao cho 20 khách đến một ngày. Chứ mình đâu nói là sáng giờ gọi cái gì mà có mấy khách. Được không? Vậy thì mình nghi vấn nè. Bây giờ có hai cặp gia đình, hai cặp vợ chồng đó. Hai cặp vợ chồng đó cùng cùng một mong muốn là chồng quan tâm mình, chồng quan tâm yêu thương mình. Nhưng mà một người phụ nữ thì nói, một người phụ nữ thì nói là gì? Tại sao mà em quan tâm, em chăm sóc, em lo lắng cho anh như vậy mà anh không có khi nào anh quan tâm chăm sóc em hết trơn vậy? À. Còn người một người còn lại thì nói là gì? Làm thế nào để cho chồng mình quan tâm yêu thương mình hơn đây ta? Vậy thì với hai cái nghi vấn đó, ai sẽ tìm được câu trả lời và ai sẽ tìm được cái lý do? Ai sẽ tìm được giải pháp nhanh hơn và ai sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn? Người thứ hai. Người thứ hai, làm thế nào để chồng của mình yêu thương mình, quan tâm mình hơn đấy ta? Còn người thì hỏi, còn người thì nói là gì? Mình quan tâm chăm sóc như ảnh cho ảnh như vậy mà ảnh cũng không không có quan tâm chăm sóc cho mình là sao ta? Là bắt đầu gì? Mình nếu mà mình đặt câu hỏi nghi vấn như vậy là gì? Làm cho mình bực bội, tức tối. À, cảm thấy mình không được yêu thương. Nhưng cái người thứ hai á thì họ là gì? Họ đi tìm giải pháp. À, làm cho mình tìm giải pháp làm thế nào để cho anh ấy yêu thương, quan tâm mình hơn. Và người ta tập trung vào giải pháp thì đến một lúc nào đó người ta sẽ tìm được giải pháp, còn cái người kia tìm lý do không à. Như vậy thì câu hỏi đúng nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự chuyển hóa đúng, hay là câu trả lời đúng, câu trả lời đúng. Và mình kiểm tra lại ha, mình kiểm tra lại, mình gọi là mình quản trị lại cái việc
cái suy nghĩ và cái lời nói của mình xem là một ngày như vậy mình nói tích cực và suy nghĩ tích cực được bao nhiêu phần trăm. Khi mà Thư chưa học được cái gọi là cái tư duy này á, tưởng là mình tích cực lắm, lúc nào mình cũng thấy tràn đầy năng lượng, tưởng mình tích cực lắm, ai giờ cuối cùng sao, suy nghĩ nói ra toàn lời ngược với cái chiều mình mong muốn không à, tưởng là mình hay, ai giờ đâu có hay, đâu có biết, cho nên là đâu có biết là như vậy là tiêu cực đâu, tức là không tìm được cái giải pháp á. Sao mình ăn hoài mình không học vậy trời, cuối cùng là ôm như ôm nhất 10 năm mười mấy năm chứ không bao giờ vượt khỏi 40 kg. Thế là gần đây từ tháng 8 cho tới tháng 12 thôi tăng được 5 kg à, nhờ có nghi vấn tích cực là gì, làm thế nào để mình tăng được 5 kg đây ta à, làm thế nào để mình tăng được 5 kg đây ta, tập trung vào cái điều mình muốn và nói và suy nghĩ hướng tới cái điều mình muốn, tập trung vào cái điều mình muốn. Đầu tiên nè, phải xác định được, thứ nhất cái bước đầu tiên hết là phải xác định được cái điều mình mong muốn, phải thật sự biết mình muốn cái gì nha. Còn có nhiều người họ không xác định được cái điều mình mong muốn luôn nữa thì đặt nghi vấn kiểu gì hay suy nghĩ kiểu gì. Đầu tiên là phải xác định được cái điều mình mong muốn, xác định được cái điều mình mong muốn, xác định mong muốn, xác định được mong muốn, cái điều mình mong muốn phải xác định được nha. Đó, không xác định được là đặt kiểu gì nó cũng không ra hết. Xong sau đó mới suy nghĩ và nói. Nói và suy nghĩ và nói, không biết cái nào đúng trước nữa. Có những lúc nói mà không suy nghĩ, có những lúc suy nghĩ mà không nói. Như vậy thì hai hành động, suy nghĩ và nói, hướng tới cái điều mình mong muốn. Hướng tới điều mình mong muốn. Hướng tới cái điều mình mong muốn, suy nghĩ và nói, hướng tới cái điều mình mong muốn. Suy nghĩ và nói, hướng tới cái điều mình mong muốn. Thì với cái gọi là với cái phương pháp này, nó cũng giúp cho mình xóa bỏ được cái rào cản thứ sáu, đó là rào cản thiếu tầm nhìn về tương lai. À, thiếu tầm nhìn về tương lai, bởi vì khi mà bất kỳ khi nào mà mình muốn nói hay mình suy nghĩ thì mình đầu tiên mình vẫn xác định cái điều mình mong muốn trước, có nghĩa là mình xác định cái đích đến trước rồi. À, cho nên là cái rào cản thứ sáu từ từ nó sẽ được xóa bỏ, xóa bỏ, xóa bỏ. Dĩ nhiên là cái giai đoạn đầu mình phải dùng ý thức. Mình phải dùng ý thức để mình quản trị suy nghĩ và quản trị lời nói của mình. Đầu tiên là mình phải dùng ý thức trước. Nhưng sau đó mình quen dần, quen dần, quen dần và nó trở thành vô thức của mình luôn. À, giống như cái việc mà mình tập xe, chạy xe vậy đó. Giai đoạn đầu khi mới tập xe, khi mới chạy xe bước lên, vẫn dùng ý thức để tôi vào số nào. À, vào số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó à, bẻ trái, bẻ phải rồi bấm đèn sao, phải dùng ý thức. Nhưng khi tôi đã điêu luyện rồi thì nó làm một cách vô thức luôn à, làm một cách vô thức luôn. Tới đâu là biết làm cái gì tới đó. Thì đối với cái việc mà mình luyện não cũng vậy luôn. Mình luyện cái này cũng vậy luôn. Đầu tiên mình phải có ý thức để quản trị suy nghĩ và quản trị lời nói của mình à, chấp nhận là gì? Nói ra đầu tiên là nói ra nó còn bị sai à, tới giờ Thư vẫn còn bị nha, chứ không phải là tôi chưa có hoàn toàn nói tích cực đâu nha, vẫn còn bị. Nhưng mà sau khi nói xong nó chết cha rồi, mình vừa nói cái gì vậy ta à, mình giật mình ngay cái bắt đầu mình thay đổi lại liền, tự trong mình phải thay đổi lại liền à, ăn hoài sao không mập nói gì ta à, chết cha, nó không được nói lại tự mình phải nói lại. Để mình luyện cho mình cái thói quen đó. Tự mình sửa thôi. Chứ ai đâu sửa cho mình giờ. Cuộc đời của mình thì mình phải tự sửa thôi à, thì chính cái này nó giúp cho mình kiến tạo được tầm nhìn, kiến tạo được đích đến từ những việc nhỏ nhất. Từ những việc nhỏ nhất thì lúc đó cái việc lớn mình nó đơn giản để mình kiến tạo cái đích đến thôi. Làm liên tục như vậy vài năm, 3 năm đi, rồi nhìn cái gì cũng thấy đích đến trước hết, làm cái gì cũng bắt đầu từ đích đến trước hết, được không? Thì đó là cái
tích cực và tiêu cực. Cái tích cực và cái tiêu cực, chỗ này là quan trọng nhất trong cái công thức này, trong cái nguyên lý này, thì cái chỗ nghi vấn là quan trọng nhất. Câu hỏi đúng sẽ ra câu trả lời đúng, sẽ tìm được câu trả lời đúng, sẽ có câu trả lời đúng. Còn câu trả lời đó thì nó sẽ tự động đến, ai đó đưa cho đến, hoặc là mình tự nhiên mình có cái câu trả lời đó. Nhưng mà phải đặt câu hỏi đúng ha. Nhớ nha, đặt câu hỏi đúng thì sẽ có câu trả lời. Còn đặt câu hỏi chưa đúng thì nó không ra câu trả lời. Được không? Đơn giản lắm, mình sử dụng câu đơn thôi, mình đừng dùng câu phức cho phức tạp. Câu đơn thôi. Mỗi cái mục tiêu là một cái nghi vấn, mỗi cái mục tiêu, mỗi cái việc là mỗi cái nghi vấn. Tách nó ra, đơn giản thôi. Càng đơn giản thì càng dễ thực hiện. Phức tạp quá thì nó sẽ không thực hiện được. Khó thực hiện. Ok chưa? Xong cái nguyên lý này ha. Xong cái nguyên lý này. Rồi, cái nguyên lý kích hoạt não. Kích hoạt não người, cái nguyên lý kích hoạt não người thì nó cũng giúp cho mình xóa bỏ được cái rào cản. Xóa bỏ được cái rào cản thứ 6 luôn. Nó giúp cho mình kiến tạo được bộ ngôn ngữ hướng tới đích đến. Thì não của mình á, nó hoạt động cái này thì mình lấy cơ bản là mình lấy ví dụ để mình biết cái cách sử dụng ngôn từ thôi, chứ nó cũng không phải là chính xác lắm ha. Tức là dựa vào nguyên lý của 3 tầng. Tầng thứ nhất là hoạt động theo não bò sát. Não bò sát. Tầng thứ hai là não của động vật có vú. Nó có cái nguyên lý hoạt động như vậy. Não của động vật có vú. Cái này dạy con hay lắm nha. Dạy con hay lắm. Cái tầng thứ ba là não người. Não người. Thì mục tiêu của ba tầng não này á, cũng đều khiến cho người ta hành động. Khiến cho người ta hành động. Như vậy thì cùng một hành động là khiến cho con mình ăn cơm. Làm cho con mình ăn cơm. Nhưng mà mình sử dụng tầng, gọi là mình sử dụng theo nguyên lý của não bò sát nè. Mình sẽ nói là gì? Nếu não bò sát thì lấy cái nỗi sợ ra để khiến cho người ta hành động. Nỗi sợ. Lấy nỗi sợ ra để khiến cho người ta hành động. Cái này dạy con hay lắm. Rồi. Cái tầng thứ hai là dựa vào cái tình yêu thương hay tình cảm đó. Dựa vào tình yêu thương mà khiến cho người ta hành động. Dựa vào tình yêu thương mà khiến cho người ta hành động. Và cái tầng não thứ ba là tầng não người, dựa vào tầm nhìn tương lai. Tầm nhìn. Hay là kết quả. Kết quả mà khiến cho người ta hành động. Như vậy thì cái mong muốn của mình là muốn cho con mình ăn cơm. Muốn cho con mình ăn cơm. Nhưng nếu theo nguyên tắc của não bò sát thì mình sẽ nói là ăn cơm không? Không ăn mẹ đánh nha. Con ăn cơm đi, không ăn là mẹ đánh nha. Ăn cơm nha, không ăn là mẹ đánh nha. Không ăn cơm là mẹ đánh nha. Không ăn cơm là mẹ đánh. Nó sợ quá nó ăn. Không ăn cơm là mẹ đánh đòn đó. Đó, hăm dọa, đe dọa, lấy nỗi sợ ra. Lấy quyền làm mẹ ra để áp đặt con mình ăn cơm, nó sợ quá, nó sợ bị đánh mà nó ăn. Rồi, nếu mà tầng thứ hai sử dụng nguyên lý thứ hai, đó là sử dụng tình yêu thương để khiến cho người ta hành động, đó là gì? Ăn cơm đi con, mẹ thương. Ăn cơm đi con, mẹ thương. Ăn cơm đi con.
mẹ thương đó, sử dụng tình yêu thương để khiến cho người khác hành động. Rồi tầng thứ ba, sử dụng tầng não người, hướng tới tầm nhìn, hướng tới kết quả mà khiến cho người ta hành động. Ăn cơm đi con, cho mau lớn thông minh. Đó, ăn cơm đi con, ăn cơm đi con, cho mau lớn thông minh khỏe mạnh, ví dụ như vậy. À, hoặc là đẹp gái. À, mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ đó, mấy bạn gái đó rất là thích đẹp gái, cho nên là ăn rau đi con, cho đẹp gái, đẹp da, cho đẹp tóc. À, cháu thưa là nói nó ngồi chỉ cần nói một hai câu như vậy thôi. Bữa trước là Thu quan sát rồi, mẹ nói là ăn cơm không, không ăn là mẹ lấy cái mày đánh nghe chưa, ngồi nó sụ mặt. Nó ngồi nó sụ mặt, nó dầm 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 cơm nè. Cái mình nói ăn cơm đi con, ăn rau đi cho đẹp gái, mau lớn thông minh, ăn đi, ăn cho thông minh. À, cái bắt đầu ba ngồi ba ăn, ba ăn, ba múc tự động ăn, ăn nói chung là mình muốn thể hiện á, muốn thể hiện là mình ăn đó, và ăn một mặt luôn hết. Như vậy thì sao, cũng cùng một cái mong muốn khiến cho người ta hành động, nhưng mình sử dụng cái nguyên tắc nào, để cái cách nào để mình nói chuyện với đối phương của mình đây. Nếu mà mình sử dụng cái này nè thì sao, thấy con mình nó lớn lên là gì, nếu mà liên tục nha, con mình nó sống với mình mười mấy hai chục năm nha, nếu mà mình thường xuyên sử dụng cái này nha, thì con mình sao, thiếu tự tin, đi đâu cũng sợ, làm cái gì cũng sợ sai, làm cái gì cũng sợ phạt, làm cái gì cũng sợ, nỗi sợ rất là nhiều, và đi đâu cũng thiếu tự tin, không dám làm. Được không? Nếu mà mình sử dụng tầng này được, tầng não người, ok. Nhưng sử dụng lạm dụng quá, nhiều quá, thì đâm ra yếu đuối, ủy mị. Nếu mà sử dụng tình yêu thương nhiều quá thì yếu đuối, ủy mị. Còn dùng cái này thì định hướng kết quả, định hướng tầm nhìn, giúp cho kích hoạt não hướng tới tầm nhìn. Sử dụng bộ ngôn từ rất là tuyệt vời luôn. Sử dụng bộ ngôn từ, mà ngôn từ này á, ngôn từ này nếu mà mình có thể mình nói là ngôn ngữ ngược á, ngôn ngữ ngược là ngược với cái xã hội đang sử dụng á, đa phần xã hội đang sử dụng bộ ngôn ngữ này, đe dọa, hăm dọa. Mình sử dụng lại, mình sử dụng bộ ngôn từ này thì mình đi ngược với xã hội chút xíu, nó hơi chỏ chỏ chút xíu nhưng mà nó có kết quả tốt. Nếu từ từ nhỏ mình giáo dục con theo cách này, sử dụng bộ ngôn từ này để đào tạo cho con sẽ làm cái gì con sẽ cũng hướng tới, nó kiến tạo được cho con tầm nhìn. À, thì mình chuyển đổi từ từ thôi. Có thói quen của mình là mình hay sử dụng tầng này và tầng này. Nhưng mà bây giờ tiến lên một bước nữa, sử dụng cái tầng não người để trong cái đào tạo con. Rồi trong quản trị nhân sự thì sao? Quản trị nhân viên, mình đang sử dụng tầng não nào? Tầng não này nó thấy mà nó sợ chết bà luôn, đúng không? Không có khích lệ, không có động viên gì hết. Nhưng cái tầng não này nè là mang tính khích lệ, mang tính động viên, mang tính định hướng, thúc đẩy cho nhân viên thấy được cái kết quả. Lúc nào cũng đi trước bằng kết quả, lúc nào cũng bắt đầu bằng kết quả. Như vậy thì từ từ nó nói, càng nói thì càng ăn sâu vào trong não của mình. Cứ nhìn thấy kết quả, nhìn thấy bức tranh tương lai, chứ không có phải thấy nỗi sợ nữa. Thì khiến cho người ta hành động đi tới thôi, không đi lùi. Được không? Vậy thì mình để ý. Rồi mình nè, bản thân mình giao tiếp với mình như thế nào? Khi mình tự trò chuyện với mình nói với chính mình đang sử dụng bộ ngôn ngữ nào để mình nói đây? Mình rà soát lại ha. Sau khi mình học cái này, mình rà soát, mình kiểm tra lại. Mỗi lần mình nói chuyện với chính mình thì mình nói ngôn ngữ gì? Sao cái mặt mình nó xấu dữ vậy trời? Rồi mà sao nay mặt nhiều mụn dữ vậy ta? Sao nay mặt đen dữ vậy ta? Sao nay ú dữ vậy trời? Mình đang nói cái gì đó không biết. Được không? Muốn cái gì phải nói ra cái đó, không nói ngược lại. Muốn cái gì phải nói ra cái đó. Rồi, với hai cái
Thì để ví dụ như để kích hoạt, hôm qua mình có học rồi, tức là để sử dụng cái ngôn ngữ kích hoạt não người hay ngôn ngữ kiến tạo tầm nhìn á, thì mình thường xuyên sử dụng cái chìa khóa là bài học tâm đắc ngộ ra. Bài học tâm đắc ngộ ra. Bài học là những gì mới. Bài học tâm đắc và ngộ ra. Bài học là những gì mới, những cái điều mình mới biết, những cái tri thức mới mới được tiếp cận. Tâm đắc là mình có thể ứng dụng được trong công việc, trong cuộc sống của mình, có thể ứng dụng ngay hoặc có thể trong tương lai mình sẽ ứng dụng. Ngộ ra là hồi nào giờ mình biết đó, nhưng mà mình không hiểu nó như thế nào hết, thì là hiểu, gọi tên được nó, hiểu cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. À, hiểu tại sao nó là như vậy thì lúc đó là ngộ ra. Như vậy thì mỗi ngày mình cần tổng kết bài học tâm đắc ngộ ra, hay còn gọi là phải tổng kết ba cái điều này nè. Điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba. Tổng kết ba cái điều đó đó mỗi ngày, tổng kết mỗi ngày, tổng kết bài học tâm đắc ngộ ra mỗi ngày, nhớ ha, mỗi ngày. Vậy thì tổng kết sau những sự kiện nào, sau một cái cuộc giao tiếp với một ai đó, à bây giờ mình biết rồi, giao tiếp mình biết là mình để ý xem cái điều gì mới, mình rút ra được cái bài học gì sau cái cuộc giao tiếp đó, sau cái buổi nói chuyện đó với người đối tác của mình đó. Sau khi mình gì ạ, tiếp xúc với một người khách hàng, gặp một người bạn, gặp một người đối tác, học một bài, nghe một bài video, xem một nghe một cái đoạn ghi âm, xem một cái video, học một cái chủ đề gì đó, đều tổng kết bài học tâm đắc ngộ ra được cả. Được không? Tất cả đều cho mình bài học tâm đắc ngộ ra. Ba điều mà mình phải tổng kết mỗi ngày, bài học tâm đắc ngộ ra. Và hình thức là gì? Rất là nhiều hình thức để mình tổng hợp. Viết nè. Viết xuống sau một năm. Nhìn lại coi toàn là những cái thứ đắt giá đối với mình. Được không? Nói ra với chồng, với con, với bạn bè, với đồng nghiệp. Ghi âm, ghi hình, kiểu gì cũng được. Ghi hình nó còn có tác dụng tốt hơn, đó chính là luyện cho mình cái kỹ năng nói chuyện trước ống kính, luyện cho mình cái kỹ năng tự giao tiếp với chính mình. Sau này một cách nào đó mình xuất hiện trước ống kính mà sẽ trở nên tự tin, tự nhiên, tự chủ. Mình nhìn xem là mình cần cải thiện những cái chỗ nào, nói như thế nào, miệng mồm rồi ngôn ngữ cơ thể ra làm sao, thì cái phương pháp này nó rất là tuyệt vời ha. Ghi hình. Rồi còn gì nữa? Chat chít với nhau. Hôm nay tao đi nói chuyện với cái người này nè, tao có bài học này nè, tao tâm đắc điều này nè, ngộ ra điều này nè, tao gửi cho mày xem. Cứ mỗi lần như vậy thì mình gọi là gì? Mình nạp vào tri thức, mình gọi ra tri thức, nạp vào là riết rồi sao ạ? Mình thuần thục với cái thao tác đó luôn, thì sau này mình sẽ học. Mình biết là mình có một cái kho tri thức nó nằm trong tiềm thức của mình rất là lớn. Nếu mình làm cái này thì có nghĩa là mình sẽ từ từ mình sẽ kích hoạt được cái nghiệp thức của mình. Kích hoạt nghiệp thức nó nằm trong tiềm thức á. Tự nhiên tới một lúc nào đó trở nên thông thái lúc nào không hơi là nhờ bài học tâm đắc ngộ ra. Được không? Nhờ bài học tâm đắc ngộ ra. Tự nhiên mình sẽ trở nên thông thái lúc nào mình không hơi đó. Nhưng mà phải làm, kiên trì làm mỗi ngày. Bằng hình thức nào đó không biết, 4, 3, 4, 5 cái hình thức này nè. Phải làm ha. Mỗi ngày lên đây nói cũng được nè.
mỗi ngày giao lưu đầu buổi, giao lưu cuối buổi, nói bài học tâm đắc ngộ ra, cứ nói được không? Mình xong cái nguyên lý thứ tư, nguyên lý kích hoạt não rồi, giờ mình vô chủ đề chính nè. À, còn một nguyên lý nữa chứ, còn một nguyên lý rất là quan trọng, nhưng nguyên lý này nó cũng là nguyên lý chủ đạo của khóa học, nguyên lý chủ đạo của khóa học, và nó cũng là một cái nội dung mở đầu cho cái khóa học của chúng ta, một lộ trình khoảng 15 ngày hoặc hơn. Nhưng mà tôi nghĩ chắc khoảng 15 ngày thôi, tại vì nữa thì sao, nữa thì tôi đi học mất rồi. Còn nếu muốn học thì tới 11 giờ, sau tới 11 giờ, ví dụ như ngày 13 tháng 11 là đi rồi, thì muốn học thì phải chắc 11 giờ quá, 11 giờ mới mở lớp được quá, mới mở Zoom được quá. Thì muốn học thì chơi tới thôi. Học này sướng gần chết. Đã. Nguyên lý ánh sáng. Hay lắm. Sáng chói cuộc đời luôn. Nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Vô cùng đơn giản nhưng vô cùng vi diệu, nếu ai áp dụng được đối với cuộc đời của mình. Rồi, giả sử đây có một căn phòng, và căn phòng này là căn phòng tối. Căn phòng tối. Căn phòng tối. Căn phòng tối. Kỳ vọng của mình là làm cho căn phòng sáng lên. Kỳ vọng của mình là làm cho căn phòng sáng lên. Kỳ vọng của mình là làm cho căn phòng sáng lên. Vậy thì theo nguyên lý nhị nguyên, nó sẽ có hai cách. Một cách là chúng ta đưa ánh sáng vào, đưa sáng vào. Đưa sáng vào. Cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy tối ra. Lấy bóng tối ra. Lấy tối ra là cách thứ hai. À, nói lại đề ha. Có một căn phòng, và căn phòng này là căn phòng tối. Kỳ vọng của mình là làm cho căn phòng sáng lên. Thì có hai cách mà mình có thể làm. Theo tư duy ha, có hai cách. Đó là một là đưa ánh sáng vào. Hai là lấy bóng tối ra. Vậy thì mình sẽ chọn cách nào? Mình sẽ chọn cách nào để làm cho căn phòng sáng lên đây? Cách nào? Đưa ánh sáng vào. Đưa sáng vào đúng không? Đưa sáng vào. Lấy tối ra có được không ta? Lấy tối ra. Lấy kiểu gì? Lấy ra hết không? Lấy ra nó có hết, nó có sáng không? Lấy hết bóng tối ra thì nó có sáng không? Về lý thuyết thì là có thể dùng cách lấy bóng tối ra, thực tế thì cái việc làm khá là phức tạp và cũng không triệt để. Không làm nổi nếu mà không có ánh sáng. Rồi bây giờ cái phòng tối thui thui lùi thôi, chỉ cần đục một cái lỗ nhỏ xíu siêu thôi, ánh sáng mặt trời chui qua thì căn phòng nó có sáng không? Sáng đúng không? Một ngọn nến nhỏ xíu thôi nó cũng đã sáng căn phòng rồi, chứ không có nhất, không cần thiết là chúng ta phải mở toan cánh cửa ra. Mở toan được thì rất là tốt, nhưng chúng ta biết là chỉ cần có một, gọi là gì, một điểm sáng thôi, một cái khe cửa nhỏ xíu thôi
là đã làm cho căn phòng ta nó sáng lên rồi. Nguyên lý rất là đơn giản. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ biến mất. Bóng tối xuất hiện hoặc là ánh sáng biến mất thì bóng tối sẽ xuất hiện. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất, mà ánh sáng biến mất thì bóng tối xuất hiện. Tại một thời điểm chỉ tồn tại có một mà thôi, thì được gọi là nguyên lý nhị nguyên. Nguyên lý nhị nguyên. Tại một thời điểm chỉ tồn tại được một mà thôi, hoặc là ánh sáng hoặc là bóng tối. Nếu ánh sáng tồn tại thì bóng tối biến mất. Nếu bóng tối tồn tại thì ánh sáng sẽ biến mất. Và cái gọi là gì, cái cách này, cái phương pháp này thì đứa trẻ 3 tuổi nó cũng biết làm, đúng không? Chứ đừng nói chi chúng ta ăn có học rồi, đại học rồi, từ lưa học dưa, không lẽ chẳng biết là cái đề nó dễ như vậy. Đứa trẻ 3 tuổi, đứa trẻ 2 tuổi nó cũng biết là đưa ánh sáng vào, mở cửa ra, bật đèn lên, đốt nến lên. Như vậy thì đối với cuộc đời của mình thì sao ta? Đối với cuộc đời của mình, những cái vấn nạn xảy ra trong cuộc đời của mình nó giống như là bóng tối vậy đó. Những cái vấn nạn xảy ra trong cuộc đời của mình nó giống như là bóng tối. Nhưng mà ít ai biết cách để đưa ánh sáng vào cho cuộc đời của mình để vấn nạn nó không xảy ra. Mà cứ sao ạ? Vấn nạn xảy ra thì đi giải quyết vấn nạn, có nghĩa là giải quyết lấy bóng tối. Và có phải là mình đang nhìn thấy là cuộc đời của một con người có quá nhiều vấn nạn không? Vấn nạn là những điều bất như ý đến với mình. Vấn đề thì nó có vấn đề tích cực và vấn đề tiêu cực, hay mình gọi là vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là vấn đề tiêu cực đó, thì mình gọi là vấn nạn. Vậy thì có phải là mình đang nhìn thấy cuộc đời mình có quá nhiều vấn nạn không? Nào là tiền bạc, cơm nước, học hành, ba mẹ, gia đình, việc làm, từ lưa học dưa hết, đúng không? Quá trời thứ, đúng không? Sao mà đủ thứ chuyện phải lo vậy ta? Mình đang nhìn thấy quá nhiều vấn nạn. Cuộc đời của một con người có quá nhiều vấn nạn. Nhưng mà rất là may mắn, các chuyên gia đã tổng hợp nó lại và đơn giản hóa các vấn nạn của một con người, thì cuối cùng chúng ta chỉ còn có 4 vấn nạn thôi. Rất là may. Như vậy thì nó chỉ còn có 4 vấn nạn thôi. Đơn giản lắm. Nếu mà chúng ta có thể ghi cái câu này: nếu đơn giản hóa cuộc đời của một con người, nếu đơn giản hóa vấn nạn cuộc đời của một con người thì chỉ có 4 vấn nạn mà thôi. Đó là vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ, vấn nạn về tài chính. Nếu đơn giản hóa vấn nạn của một con người thì chỉ có 4 vấn nạn mà thôi. Đó là vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ, và vấn nạn về tài chính. Đấy, mình nghiệm lại xem có đúng như vậy không ha. Nghiệm lại xem. Chuyên gia đã chỉ cho chúng ta biết, nếu đơn giản hóa cuộc đời của một con người thì chúng ta chỉ còn có 4 vấn nạn thôi. Vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ, vấn nạn về tài chính. Nhưng mà tại sao chúng ta lại thấy cuộc đời rắc rối dữ vậy ta? Nhiều vấn nạn dữ vậy ta? Đó là do đâu? Nhiều lắm. Nhìn thấy cuộc đời rất là phức tạp, bao nhiêu chuyện phải lo. Đó là gì ạ? Đó là bất kỳ chúng ta
gặp một vấn nạn ở một khía cạnh nào đó đều ảnh hưởng ba cái khía cạnh còn lại. À, thì trong bốn cái vấn nạn này, nội tâm nó giống như cái nền móng. Nền móng, sức khỏe và mối quan hệ là hai cái trụ cột của căn nhà. Tài chính là cái nóc. Tài chính là cái nóc. Được không ạ? Tài chính là cái nóc. Thường chúng ta lao vào để đi xây dựng tài chính, tìm kiếm tài chính. Có nghĩa là chúng ta đang xây nhà trên nóc. Chúng ta bỏ quên cái việc chăm sóc nội tâm của mình. Chúng ta bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng ta bỏ quên cái việc chăm sóc mối quan hệ của mình. Cho nên chúng ta mãi mê đi kiếm tiền. Kiếm tiền hoài, kiếm tiền hoài, kiếm tiền hoài, kiếm tiền nhiều thiệt là nhiều luôn, nhưng còn cũng cảm thấy là gì? Nó thiếu thiếu cái gì á. Nó bất ổn cái gì đó. Là do chúng ta bất ổn cái này. Chúng ta quên đi những cái thứ này. Chúng ta quên đi những cái thứ này. Vậy thì bất kỳ cái vấn nạn nào, đặc biệt là nội tâm. Nội tâm ở đây là đời sống tinh thần của mình đó. Nội tâm chính là cái đời sống tinh thần của mình. Nếu mình cảm thấy bực bội, bức bối, khó chịu, bực dọc, hoặc là thất tình, thường xuyên bị stress, tức là tinh thần mình đang gặp vấn đề gì đó, thì cơ thể vật lý của mình nó có bất ổn theo không ạ? Bất ổn theo không? Bất ổn theo. Đó, chắc chắn. Thử mất ngủ nhiều đêm đi. Thử trằn trọc nhiều đêm xem. Sức khỏe là sao? Tiều tụy ngay. Thể chất tiều tụy ngay. Thất tình đi. Đặc biệt là của phụ nữ. Thử thất tình đi. Phải không? Là thể chất bị ảnh hưởng hay là sức khỏe bị ảnh hưởng ngay? Sức khỏe bị ảnh hưởng ngay. Sức khỏe bị ảnh hưởng ngay. Rồi. Nội tâm. Trong lòng rất là nhiều cái chuyện gọi là gì? Ví dụ như một người hay u buồn. Thôi khoan. Bây giờ nội tâm vui vẻ. Bây giờ tích cực nè. Lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, lúc nào cũng cảm thấy yêu đời. Thì sức khỏe của mình ngon không? Ngon đúng không? Ví dụ như cái mùa Covid vừa rồi á, ai mà cảm thấy bình an á, ai mà cảm thấy an vui, cảm thấy nó bình an á, thì gần như là cái sức đề kháng của người đó rất là cao và họ khó nhiễm bệnh hơn. Nó ảnh hưởng ha, ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Rồi, mình hạnh phúc, mình vui vẻ, mình yêu đời, mình đi tới đâu mình cũng được người ta yêu mến không? Dễ xây dựng mối quan hệ không? Về nhà con mình nó đeo mình không? Về nhà vợ mình thương mình không? Đi tới đâu ai cũng muốn nói chuyện đúng không? Tức là nếu nội tâm mà khỏe, nội tâm hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời, tự tin, đầy lòng yêu thương, thì mối quan hệ nó được xây dựng tốt đẹp. Nhưng nếu nội tâm bất ổn, lúc nào cũng bực bội, cáu giận, mặt lúc nào cũng hầm hầm, thì sao? Con của mình không dám tới gần, vợ thì không muốn nói chuyện, đồng nghiệp thấy cái mặt không ưa, thì sao? Ảnh hưởng tới mối quan hệ. Ảnh hưởng tới mối quan hệ. Cho nên nội tâm, các vấn nạn về nội tâm, nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nội tâm có ảnh hưởng tới tài chánh không? Nội tâm ảnh hưởng tới tài chánh. Tinh thần mà bất ổn thì đâu có đầu óc đâu mà đi kiếm tiền.
đâu có tâm trạng nào nữa đâu để kiếm tiền, làm việc năng suất giảm ngay, đúng chưa? Làm việc năng suất giảm ngay. Nội tâm mà vui vẻ thì sao? Tinh thần thoải mái vui vẻ, tự nhiên cái sáng tạo, nhiều ý tưởng, ra được nhiều dự án, tiền về. Bán hàng sao? Ngon hơn, đúng chưa? À, vui vẻ, cái ông mà vui vẻ thì đẻ ra tiền. Ừ, vui vẻ đẻ ra tiền. Bán hàng thì sao? Vui vẻ thì tiền về thôi. Vui vẻ thì tiền về. Cho nên là nội tâm nó ảnh hưởng tới tài chánh. Tương tự như vậy thì sao? Sức khỏe nó cũng ảnh hưởng tới nội tâm. Thử bị đau, thử bị COVID ha, bị bệnh, bị đau bao tử thường xuyên coi. Hoặc là bị một căn bệnh lạ trong người coi. Sắp bất sang bang à. Tinh thần chao đảo liền. Đúng chưa? Tinh thần chao đảo liền. Rồi. Mối bất hòa về mối quan hệ đi. Trong công ty mà sao? Đồng nghiệp bất hòa, sếp và nhân viên bất hòa xem. Về suy nghĩ không? Nội tâm bất ổn không? Lo lắng, ưu tư gì không? Rồi mối quan hệ của vợ chồng bất ổn đi. À, có ảnh hưởng tới nội tâm của mình không? Ảnh hưởng tới tinh thần của mình không? Ảnh hưởng ngay. À, nhưng mà mối quan hệ sao? Vui vẻ, hòa hợp, hạnh phúc thì đời sống tinh thần nó cũng tốt đẹp. Hạnh phúc vui vẻ, lúc nào cũng tươi như hoa. À, lúc nào cũng tươi như hoa đúng không? Tài chính mà đủ đầy thì sao? An tâm lắm. Ví dụ như vậy. Tài chính mà đủ đầy an tâm. Hoặc là lỡ mà có thất tình đi chăng nữa cũng có tiền, ảnh hưởng ngược lại. À, bắt đầu đi du lịch cũng giải khuây được đúng không? Cho nên tài chính nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà sao không có tiền thì sao? Lo lắng đủ điều, bất ổn ngay, dao động ngay, cảm thấy bất an ngay. Cho nên là các khía cạnh nó đều có tác động qua lại lẫn nhau. Sức khỏe mà tốt, làm việc hiệu quả. Mối quan hệ mà tốt, ở nhà mà ổn định, cha mẹ, con cái, rồi anh chị em mà ngon lành cành đào, không có vấn đề gì xảy ra hết, hạnh phúc hết, êm ái hết, thì an tâm để làm việc lắm. À, nhiều mối quan hệ, chúng ta có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Mối quan hệ cho chúng ta nhiều cái cơ hội để kiếm tiền hơn. Đó. Có tài chánh thì chúng ta nuôi dưỡng mối quan hệ. Thiếu tài chánh thì mối quan hệ lục đục ngay, đặc biệt là trong hôn nhân. Trong hôn nhân mà thiếu tiền, không đủ tiền, làm quan hệ tiếng lớn, tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng lớn gì đó, từ lưa học dưa đúng không? Bắt đầu lục đục, tranh cãi. Có nhiều tiền thì bồi, gọi là gì, có cái điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Có điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Không có nhiều tiền, thiếu tiền thì sức khỏe nó cũng ảnh hưởng. Đời sống nó cũng không có được đủ đầy. Ăn uống cũng không có đủ, không có điều kiện để hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Tất cả những cái này nó đều có quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Một khía cạnh nào đó nó xảy ra, nếu mình không xử lý triệt để thì nó ảnh hưởng tới ba khía cạnh còn lại. Cho nên là gì? Người ta nói là gì? Phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí, đúng không? Mà khi nào nó đã có một cái gì đó nó kéo đến rồi thì nhiều cái họa khác nó kéo đến, nhiều cái vấn nạn nó kéo đến. Cho nên chúng ta phải ổn định lại điện từ của mình. Sau này chúng ta sẽ học điện từ là gì để chúng ta cắt ngang cái hàng loạt cái vấn nạn khác xảy đến. Hàng loạt cái vấn nạn khác xảy đến. Thường thì sao ạ? Vấn nạn nào xảy đến thì chúng ta đi giải quyết cái vấn nạn đó. Hết bệnh trong cơ thể của mình, hết bệnh này tới bệnh kia, tới bệnh nọ. À, có bệnh thì chúng ta đi trị bệnh. À, xong trị bệnh rồi sao nữa? Không có làm dứt điểm, có nghĩa là chúng ta không làm cho chúng ta khỏe lên. Mà sao? Mà thói quen cũ
trị xong rồi cứ ngọt, cứ nghĩ là ngon xong thói quen cũ lại, tái lại cái bệnh đó, hoặc là có bệnh khác. Có nghĩa là nếu như chúng ta làm cho cơ thể chúng ta khỏe thì mọi bệnh tật tự nhiên nó sẽ tan biến hoặc nó sẽ giảm thiểu tối đa, đúng không? Chúng ta đâu cần đi trị bệnh. Chúng ta đâu có cần đi trị bệnh. Chúng ta chỉ cần giữ cho cơ thể mình nó khỏe mạnh là không có bệnh, hoặc là hạn chế bệnh, ngoại trừ là bệnh nghiệp. Dĩ nhiên có, nhưng mà nó hạn chế được, được không? Còn nếu mà chúng ta cứ mãi đi trị bệnh mà không làm cho cơ thể mình nó khỏe hơn thì suốt ngày đi trị bệnh. Suốt ngày đi trị bệnh. Vậy thì nếu như chúng ta giữ cho mối quan hệ được hòa thuận, hòa hợp thì chúng ta không có bất kỳ cái phải đi giải quyết những cái xung đột gì hết. Nếu như chúng ta chỉ hướng tới một việc thôi, hướng tới một mục tiêu thôi, giữ cho mối quan hệ được hòa hợp, giữ cho mối được quan hệ được hòa hợp, quan hệ vợ chồng, quan hệ anh em trong gia đình, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ bạn bè đều hòa hợp thì không có bất kỳ một cái gọi là gì, cái sự xung đột hay cái vấn nạn nào về mối quan hệ xảy ra với mình hết. Như vậy việc giải quyết vấn nạn và gọi là gì, giải quyết vấn nạn được gọi là lấy bóng tối ra và giữ cho, ví dụ như làm cho tài chánh mình nó đủ đầy, giữ cho sức khỏe mình nó tốt, nội tâm được an vui, mối quan hệ được hòa hợp, nó đơn giản hơn hay là đi xử lý các vấn nạn nó đơn giản hơn? Có phải là mình giữ cho sức khỏe tốt nè, khỏe mạnh nè, nội tâm an vui nè, mối quan hệ hòa hợp nè, tài chánh đủ đầy, nó đơn giản hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi xử lý các vấn nạn, đúng không? Và có một cái năng lực nó gọi là hay lắm. Chúng ta càng làm cái gì đó, càng làm càng nhiều lần thì năng lực nó càng tăng. Nếu như chúng ta xử lý vấn nạn càng nhiều thì khả năng xử lý vấn nạn của chúng ta nó càng tăng. Và vấn nạn sau nó đến lớn hơn, to hơn vấn nạn trước để cho chúng ta xử lý. Bởi vì tài năng xử lý vấn nạn của chúng ta đã được tăng lên rồi. Được không? Cho nên là mình thấy mình giỏi lắm, cái gì mình cũng xử lý được hết. Cái gì mình cũng xử lý được. Chuyện gì xảy ra trong gia đình tôi cũng một tay tôi dàn xếp hết. Cho nên nhiều cái vấn đề nó xảy ra trong gia đình của mình để cho mình dàn xếp. Được không? Nhưng mà rất là may mắn. Rất là may mắn. Rất là may mắn cho mình. Là các chuyên gia họ đã cho chúng ta 7 cái nguồn sáng. Nếu như chúng ta thắp sáng được cuộc đời của mình, đưa ánh sáng vào trong cuộc đời của mình, đây giống như một căn phòng tối. Nếu như chúng ta đưa ánh sáng vào trong đây, các vấn nạn, các bóng tối tự nhiên nó sẽ tan biến, sẽ giảm đi. Vậy thì ánh sáng cuộc đời của mình là cái gì? Ánh sáng cuộc đời của mình là cái gì? Và mình cần thắp sáng ánh sáng đó lên thì vấn nạn nó sẽ tan biến. Vấn nạn nó sẽ tan biến. Vậy thì chúng ta vẽ lại căn nhà đó. Vẽ lại cái căn nhà đó. Hơi nhỏ, nhưng không sao. Nhỏ mà tràn ngập ánh sáng được. Hơi nhỏ, hơi méo méo, không sao. Cứ đưa ánh sáng vào là nó sáng thôi. Chính giữa, ở đây chúng ta cũng có nội tâm. Nội tâm. Sức khỏe, mối quan hệ, và tài chánh. Để bóng tối biến mất, để bóng tối biến mất, chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào, đưa ánh sáng vào trong cuộc đời của mình. Thì đó là ánh sáng gì? Chúng ta vẽ cái lục giác nằm chính giữa. Lục giác này, từ các đỉnh của lục giác chúng ta kéo ra các cạnh của căn nhà. Chúng ta được 7 ô.
Thì ánh sáng thứ nhất đó là ánh sáng trí tuệ. Trí tuệ. Ánh sáng thứ hai đó là ánh sáng tâm thái. Tâm thái, chịu khó đọc chút. Thì sẽ ghi lại tâm thái. Ánh sáng thứ ba là nhân cách. Ánh sáng thứ tư là phẩm chất. Ánh sáng thứ năm là năng lực. Ánh sáng thứ sáu là thể chất. Và ánh sáng thứ bảy là vật chất. Tôi đọc lại ha. Nó hơi hơi mờ chút xíu nhưng không sao. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất và vật chất. Tôi sẽ ghi lại. Ghi lại. Thứ nhất là trí tuệ nè. Trí tuệ. Thứ hai là tâm thái. Có thể gọi là ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn tâm thái, ngọn đèn nhân cách. Ngọn đèn phẩm chất. Ngọn đèn năng lực. Ngọn đèn thể chất. Và ngọn đèn thứ bảy là ngọn đèn vật chất. Là ngọn đèn vật chất. Trí tuệ, tâm thái, phẩm chất. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, vật chất. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất và vật chất. Thì bảy cái ngọn đèn này, nếu như chúng ta thắp sáng bảy cái ngọn đèn này thì cuộc đời của chúng ta sẽ giảm thiểu các vấn nạn xảy ra. Thay vì chúng ta đi xử lý bóng tối hay là đi giải quyết vấn nạn, chúng ta sẽ thắp sáng các ngọn đèn của cuộc đời mình lên. Bảy cái ngọn đèn này: trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất và vật chất. Thể chất và vật chất. Vậy thì với bảy cái ngọn đèn này, nó được phân loại thành hai cái dạng. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất thì được gọi là ở dạng phi vật chất. Phi vật chất. Phi vật chất. Năng lực, thể chất, vật chất là ở dạng vật chất. Vật chất. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất là phi vật chất. Và năng lực, thể chất, vật chất là vật chất. Vậy thì với những cái dạng vật chất nè, ví dụ như năng lực, thể chất, vật chất nè. Vật chất là những gì chúng ta có thể cân đong đo đếm, đo lường được, cảm thụ được, cân đong đo đếm, đo lường được, nhìn thấy được. Nhìn thấy được, cảm nhận được. Thì là vật chất. Những gì chúng ta chưa đo lường được, chưa cảm nhận được, chưa cân đong đo đếm được thì là dạng phi vật chất. Dạng phi vật chất. Thì hiện tại xã hội đang chú trọng vào bồi dưỡng chúng ta những cái dạng vật chất. Ba dạng vật chất đó là năng lực, thể chất và vật chất. Trong đó hai
hai thứ được chú trọng nhất, đó là vật chất và năng lực. Chúng ta đang tập trung bồi dưỡng, hay chúng ta đang tập trung tìm kiếm, hay chúng ta đang tập trung phát triển vật chất và năng lực. Thể chất thì một phần đang tập trung và đa phần cũng chưa chú trọng, được không? Đa phần cũng chưa chú trọng. Còn trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, một số ít người có rèn luyện, nhưng đa phần là chưa chú trọng. Đa phần chưa chú trọng bồi dưỡng cho mình phi vật chất. Mà cái phần vật chất, ở dạng vật chất chúng ta mới sở hữu được. Cái gì nó thuộc về vật chất chúng ta mới sở hữu được. Cái gì phi vật chất chúng ta khó sở hữu. Được không? Chúng ta khó sở hữu. Tuy nhiên nè, chúng ta coi nè. Nếu như chúng ta không có phi vật chất, chúng ta sẽ khó bảo vệ được vật chất lâu dài bền vững. Một người rất là tài giỏi có nghĩa là tài năng hay là năng lực của họ rất là tuyệt vời, rất là xuất chúng. Nhưng họ thiếu nhân cách, họ thiếu phẩm chất, họ thiếu tâm thái, thì họ có được trọng dụng hay không? Rất là tài năng nhưng thiếu thái độ trân trọng biết ơn. Rất là tài năng nhưng xem người ta không ra gì hết, xem thường những người khác. Rất là tài năng nên là gì? Ngạo mạn, không xem ai ra gì hết. Có nghĩa là thiếu nhân cách, thiếu phẩm chất. Rất là tài năng, muốn làm, muốn nghĩ thì nghĩ. Thì sao ạ? Tài năng đó cũng không được trọng dụng. Cũng không được trọng dụng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một người tài năng xuất chúng, họ có thêm phẩm chất, nhân cách, trí tuệ, tâm thái? Họ sẽ là ngôi sao sáng và sẽ được săn lùng. Sẽ được săn lùng. Được không? Sẽ được săn lùng. Một người rất là giàu có về vật chất, họ được sở hữu, họ được thừa kế một gia tài kết xù, nhưng thiếu trí tuệ để có thể bảo vệ nó. Và sao ạ? Nó sẽ đơn giản để phá nát cái gia tài đó. Hoặc là bây giờ mình hình dung một ai đó đang trúng số vài chục tỷ, nhưng sao? Thiếu trí tuệ trong cái việc, cái cách sở hữu, cái cách sử dụng, thì rất nhanh chóng tài sản tan biến. Vậy thì nếu như chúng ta quá tập trung vào vật chất, chúng ta quên làm lớn cái phi vật chất lên. Nó có đó, nhưng mà không bền vững. Không bền vững. Không bền vững được không? Không bền vững. Cho nên chúng ta phải sao ạ? Chúng ta phải làm lớn cái phi vật chất lên. Làm lớn cái phi vật chất lên. Và muốn làm lớn cái phi vật chất lên, chúng ta phải cân đong đo đếm, phải sở hữu được, phải cầm nắm được cái phi vật chất đó. Thì chúng ta gọi là vật chất hóa những gì phi vật chất để chúng ta bảo vệ cái vật chất của mình. Thì khi vật chất hóa những gì phi vật chất để chúng ta có thể sở hữu được phi vật chất, để cái phi vật chất này nó bảo vệ cho cái vật chất của chúng ta được bền vững, được lâu dài, được trường tồn. Được không? Được trường tồn. Được trường tồn. Rồi, chúng ta phải phi vật chất hóa những gì? Vật chất. Chúng ta phải thổi cái phi vật chất vào cái vật chất của mình để nó gia tăng cái vật chất đó lên hàng trăm, hàng vạn lần. Bằng cách nào đây? Ví dụ, cũng là một cái chai nước. Cũng là một cái chai nước, đúng không? Cũng là một cái chai nước. Nhưng để bán ở lề đường thì có 5.000 thôi. Nhưng cái chai nước đó được đem vào khách sạn 5 sao
thì nó giá bao nhiêu ạ? Năm chục ngàn, đúng chưa? 50.000 là bởi vì gì? Là bởi vì nó được trân trọng, nó được để vào một cái nơi sang trọng, để vào nơi có thương hiệu, được trưng đồ này nọ trong tủ nào, được đưa vào một nơi có thương hiệu, nâng cái giá trị của chai nước lên gấp gấp bao nhiêu lần? 10 lần. Một cái túi sách nếu một cái túi sách hàng hiệu đi, một cái túi sách hàng hiệu thì bữa trước tôi khảo sát thì có người nói thì cái giá nó chắc, cái giá cost nó tối đa chắc cỡ 20 triệu quá. Nhưng mà mang nhãn hiệu gì, hơn mẹt cái gì đó, cái hàng hiệu túi sách thư không có thường dùng, cho nên là cũng không để ý lắm, có thể lên vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ. Là do đâu? Là do đâu? Người ta đã thổi cái phi vật chất vào bằng cách là người ta đưa cái thương hiệu, người ta quảng bá, người ta marketing, người ta nói rằng cái túi sách này được sản xuất bởi da con này, da con kia, da con nọ, được những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tạo nên, thiết kế nên, vẽ nên, được gì? Được sản xuất bằng công nghệ ABC, được sản xuất có giới hạn chỉ có 10 cái thôi. Đó chính là người ta đã thổi cái phi vật chất vào vật chất, làm cho cái giá trị của cái vật chất đó nó tăng lên gấp rất nhiều lần, gấp vạn lần. Từ cái giá cost là 20 triệu bán lên 2 tỷ. Ví dụ như vậy, đúng chưa? Ví dụ như vậy. Vật chất, phi vật chất hóa những gì? Vật chất trong kinh doanh sử dụng rất nhiều bằng hình thức marketing. Bằng hình thức marketing. Vậy thì con người là những người đã tạo ra những cái sản phẩm đó. Con người đã thổi hồn cho cái sản phẩm đó để cho cái sản phẩm đó nó tăng lên, cái giá trị của nó tăng lên gấp nhiều lần. Còn con người của mình giá trị bao nhiêu? Giá trị con người của mình đáng giá bao nhiêu? Có bao giờ mình đặt câu hỏi như vậy chưa? Mình biết thổi phi vật chất vào hàng hóa, mình biết thổi phi vật chất vào đồ dùng, nhưng mình chưa biết cách thổi phi vật chất vào chính bản thân mình. Mình chưa biết cách thổi phi vật chất vào chính bản thân mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biết thổi phi vật chất vào hay làm lớn cái phi vật chất bản thân mình lên? Món hàng không thôi, nó đã tăng gấp vạn lần, gấp trăm, gấp nghìn lần rồi. Bản thân mình là những người tạo ra những cái sản phẩm đó, thì chẳng lẽ mình lại thua cái món hàng hay sao? Đã bao giờ mình suy nghĩ đến nó chưa? Vậy thì để tăng cái giá trị bản thân của mình lên, tăng cái giá trị bản thân của mình lên, không phải mình tập trung phát triển vật chất, không phải mình tập trung phát triển năng lực. Có tập trung đó, nhưng mà mình phải làm lớn cái phi vật chất bên trong con người của mình lên. Thứ nhất, để gia tăng những cái vật chất, những cái gì liên quan tới vật chất trong con người của mình. Thứ hai, để giúp cho mình bảo vệ cái vật chất đó, giúp cho mình bảo vệ tài năng, giúp cho mình bảo vệ vật chất, giúp cho mình bảo vệ thể chất của mình, bằng cách là mình làm lớn những cái phi vật chất bên trong của mình lên. Đó là trí tuệ, là tâm thái, là nhân cách, là phẩm chất. Đây là bốn cái phi vật chất
mà mình cần làm lớn lên để gia tăng giá trị của bản thân lên và để bảo vệ ba cái này của mình, được không? Món hàng mình làm được, chẳng lẽ bản thân mình lại bỏ trôi? Nhưng mà đa phần đang bỏ quên, đang đánh giá, hay là đang gọi là không biết cách đánh giá bản thân mình, thậm chí không bằng cái túi xách. Giá trị bản thân không bằng cái túi xách, giá trị bản thân không bằng chiếc xe. Vậy thì nhiệm vụ của mình trong những ngày tới đây, mình sẽ làm lớn các yếu tố phi vật chất này lên. Mình sẽ làm lớn các yếu tố phi vật chất này lên để gia tăng giá trị bản thân của mình lên. Và mình sẽ thắp sáng 7 cái ngọn đèn này lên để các vấn nạn trong cuộc đời của mình sẽ tan biến đi. Đa phần mọi người đang tập trung kiếm tiền. Tiền. Để làm gì đó? Tiền. Mình kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền để làm gì? Có phải để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình không? Để nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi chưa có tiền thì đi bộ đi làm, có tiền chút thì sao? Sắm chiếc xe đạp. Tiền nhiều hơn chút, sắm chiếc xe máy. Tiền nhiều hơn chút, sắm chiếc xe tay ga. Tiền nhiều hơn chút, sắm chiếc xe hơi. Có phải mình đang kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình không? Nâng cao chất lượng cuộc sống. Chưa có tiền ở nhà thuê, có tiền thì sao ạ? Mua một căn nhà cho mình. Chưa có tiền thì ăn lề đường. Có tiền thì nhiều hơn chút vô quán. Nhiều hơn chút nữa thì ăn khách sạn 5 sao. Đúng không? Chưa có tiền thì ăn thức ăn bình thường. Có tiền nhiều hơn thì ăn thức ăn chất lượng hơn. Mình giữ gìn sức khỏe. Mình có sức khỏe cũng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đời sống tinh thần của mình tốt cũng để cũng giúp cho cái cuộc sống của mình tốt hơn. Mối quan hệ, phát triển các mối quan hệ cũng giúp cho mình nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Nhưng có khi nào mình kiếm tiền, có nhiều tiền rồi, có nhiều tiền, nhưng mà sao ạ? Sức khỏe mất, nội tâm thì tan nát, mối quan hệ xã hội thì không giữ được. Xã hội ở đây bao gồm cả gia đình đó. Vì kiếm tiền mà gia đình chia tay, sống xa con, hoặc là kiếm tiền nhiều quá. Tôi có một người anh, bởi vì kiếm tiền để lo cho gia đình, mục đích là kiếm tiền để lo cho gia đình, nhưng sáng sớm 3 giờ sáng là đi, 12 giờ đêm mới về. 3 giờ sáng đi, 12 giờ đêm mới về. Con thì 8 giờ nó mới thức, tối 8 giờ nó ngủ. Suốt nhiều năm trời không gặp mặt con. Vợ thì không chấp nhận được, do không bao giờ quan tâm chăm sóc cho vợ hết. Vợ không chấp nhận được, thế là chia tay. Còn người kia thì nói là kiếm tiền để lo cho gia đình, nhưng cuối cùng
kiếm tiền thì gia đình mất. Mục đích kiếm tiền có đúng hay không? Nỗ lực kiếm tiền đến một ngày nào đó, sức khỏe mình càng ngày càng tệ hơn, và phát hiện ra một ngày bệnh không còn thể cứu chữa được. Hoặc vì kiếm tiền, vì kiếm tiền cho nên tôi phải gì ta, quan hệ xã hội, giao lưu, bia rượu, phải trên bàn nhậu thì mới ký được hợp đồng. Sức khỏe tan nát. Vậy thì cuối cùng kiếm tiền để làm cái gì? Nếu tôi bây giờ giả sử tôi không có nhiều tiền, tôi đủ tiền thôi, nhưng tôi có sức khỏe, nội tâm tôi an vui, mối quan hệ xã hội tôi hòa hợp hạnh phúc như tôi mong muốn, thì lúc đó ngon hơn không? Còn hơn là quá nhiều tiền rồi cuối cùng ba cái khía cạnh này mất, tan nát. Như vậy thì mình rà soát lại, đầu tiên là mình rà soát lại mục đích kiếm tiền của mình, nó đã đúng chưa? Kiếm tiền để lo cho sức khỏe, kiếm tiền để lo cho gia đình, để lo cho mối quan hệ, nhưng cuối cùng những cái thứ đó nó không có đúng mục đích, thì coi lại mục đích kiếm tiền. Nhưng nếu mình xây dựng được, mình xây dựng được sức khỏe, mình xây dựng được nội tâm mình an vui, mối quan hệ xã hội bền vững, thì tiền là điều kiện, tiền là kết quả thôi, tiền nó sẽ tới, tiền nó sẽ tới. Còn nếu nằm ở trên đây, nếu chỉ tập trung tiền thôi thì có khi ba cái này nó sẽ mất. Nhưng nếu chúng ta tập trung ba cái này thì trước sau tiền nó cũng tới. Nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung cái này thì có khi chúng ta mất ba cái này. Hiểu ý không? Còn dĩ nhiên vừa có cái này, vừa đạt được ba cái này nữa thì quá trọn vẹn, quá tốt. Quá tốt, được không? Thì ý nghĩa là như vậy. Và trong những ngày tới đây, chúng ta sẽ thắp sáng 7 cái ngọn đèn của cuộc đời mình lên. Thắp sáng 7 cái ngọn đèn của cuộc đời mình lên để giảm thiểu tối đa các vấn nạn xảy ra trong cuộc đời của mình, để mình đạt được những cái điều mình mong muốn trong cuộc sống, có cuộc sống như mong muốn. Có nghĩa là sức khỏe tốt, nội tâm tốt, mối quan hệ tốt, tài chính tốt. Được không? Thì bài học hôm nay chúng ta nhiều đó. Và khi mà tôi học tới đây, tôi rất là tâm đắc. Tôi chỉ nhớ cái căn nhà này thôi. Cuối cùng, cuộc sống của mình là cái gì? Có bốn khía cạnh thôi. Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Những cái gì liên quan tới bốn cái này, làm cho bốn cái này nó tốt hơn, tôi làm. Bốn cái này nó đi xuống, tôi ngừng lại. Hết. Đơn giản. Cuộc đời rất là đơn giản. Ba phút nữa, 12 giờ. Ba phút nữa chúng ta bước qua ngày mới. Hay quá. Biết ơn cô Thư rất là nhiều. Càng nghe càng thấu suốt, càng nghe càng thấy sướng. Thôi mình dành vài phút mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ngày hôm nay ha. Tôi xin phép tắt xe màn hình, các anh chị nhìn vô tập ha. Xin mời. Hãy học lần hai thầy thấy sao hả? Một số đoạn em sẽ quên đấy. Nó là làm biết quên đấy. Ví dụ như cái đoạn mà nghi vấn ấy. Đó. Thì có nghĩa là mình vẫn nhớ được lý thuyết, là phải nói ra những điều mình muốn. Nhưng mà lúc mà chị hỏi câu ấy là sực nhớ trong đầu. Tự nhiên cái phản ứng của mình
là vẫn nghĩ ra những cái điều tiêu cực, những cái điều mà mình thực sự không muốn ấy, thì nghĩa là đoạn này mình cũng chưa luyện được, chưa ứng dụng được sâu sắc vào cuộc sống. Đoạn này em phải xem lại để chuyển hóa, để mang được nó vào cuộc sống. Cái đoạn này lúc nào mình vẫn đang ở trong cái đoạn đang đặt ra những cái nghi vấn tiêu cực là phần nhiều đó. Tốt rồi, ngon rồi. Biết trước đề mà vẫn 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 chưa giải được. Có sao đâu, chị học đi học lại nhiều lần mà. Nhiều lần lắm chị học đi học lại rồi. Càng học càng thấy thấm. Thì từ từ nó sẽ trở thành bản năng của mình. Ngắm, ngắm từ từ, ngắm từ từ, ngắm từ từ. Thôi, em mời anh Thành đi. Thì sao ạ? Đắc ngộ ra đi. À, thứ nhất là rất là cảm ơn Thư buổi ngày hôm nay. Thì buổi ngày hôm nay thì mình thấy là cái kiến thức khá là hay và cô đọng. Và mình nghĩ rằng là Thư cũng 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 đã có những cái trải nghiệm và thực hành những cái điều này rồi. Thì mình thấy cái phần chuyển hóa là một cái quy trình chuyển hóa, thì đây cũng là cái lần đầu tiên mình được 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 rõ nó theo một cái quy trình như như vậy và khá là dễ hiểu. Theo cô Thư chia sẻ khá là dễ hiểu, thì mình cũng cũng thấy rằng là như vậy thì mình cũng sẽ có những cái ý tưởng cho cái phần công việc của mình về liên quan đến cái chuyển hóa này. Để ví dụ như để chuyển hóa những cái suy nghĩ của một người thì mình sẽ phải tính được một phần nào. Tại vì cái công việc của mình thì mình hay làm về về thuyết trình. Trong một cái buổi thuyết trình như vậy thì nó mà đặc biệt là thuyết trình về bảo hiểm ấy, thì đôi khi là phải thuyết phục họ trong vòng khoảng tầm 1 tiếng. Đấy cũng là một trong những cái áp lực. Thì mình nghĩ là cái chuyển hóa này nó cũng là một cái ý rất là tốt. Mình clarify từng cái phần của họ ra, sau đó thì mình sẽ có những cách để mình xử lý cùng với họ sớm để cho họ có cái nhận thức, cái sự chuyển hóa mình thứ nhất là nhanh hơn, thứ hai là có cái sự mình biết tập trung vào cái phần nào thì mình có thể chuyển hóa rất tốt. Đơn giản mà À, đúng về không? Đơn giản. đơn giản nhưng không dễ. Đấy điều chắc chắn. Về cái phần tích cực và tiêu cực ấy, thì mình thấy đây cũng là một cái nhìn nhận nó khá là hay. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng đang có câu hỏi, không biết là cô Thư có thể bây giờ thì cũng hơi muộn, có thể trong một vài buổi tới thì có thể chia sẻ thêm. Tại vì giữa cái tích cực và cái tiêu cực này thì nó vẫn mang cái tính chất cảm tính nhiều. Cái logic và đúng sai thì nó vẫn 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 chưa được rõ ở đây. Anh cứ giữ nghi vấn đó đi. Thì Anh cứ giữ nghi vấn. đó 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 nó một cái nghi vấn. Ok, đó đó nó cái mình cũng đang nghi vấn ở cái phần nào. Tại vì đôi khi nếu mà như vậy thì nó mình cảm thấy nó hơi gọi là cảm tính quá. Nó cảm tính quá, tức là như vậy thì nó hơi phần não động vật quá, đúng không? Theo cái góc độ như vậy thì nó hơi mang tính chất động vật. Vậy thì làm cách nào để mình có thể tỉnh thức hơn trong cái việc là mình tư duy nó theo cái não người? Đó thì đấy đấy cũng là cái mà bản thân là để có tư duy theo não người ấy, thì đúng là mình lại có một cái nghi vấn nữa,
là làm thế nào để mình luôn đặt mình được ở cái, hoặc là cũng có những kinh nghiệm nào mà mình để mình đặt mình được vào cái vị trí của lão người để mình trao đổi được. Tại vì trên thực tế thì mình với vai trò mình là một người quản lý, một người lãnh đạo chẳng hạn, thì thực ra là mình sử dụng cái uy nó dễ hơn. Và đôi khi trong khi mà mình mất kiểm soát, tức là mình không nói mình mất kiểm soát, nhưng mà khi cảm xúc của mình nó lên nhiều ấy, tại vì khi mà việc nó đã không theo ý mình thì đương nhiên là khi đấy cảm xúc của mình nó sẽ tăng lên. Và khi cảm xúc của mình nó tăng lên thì đương nhiên là cái phần mà liên quan đến cái mình có thể bình tâm ở cái mình đặt mình ở cái vị trí não người để mình xử lý công việc thì nó sẽ khó hơn, nó sẽ khó khăn hơn so với cả cái lúc lúc mình có thể bình tĩnh. Và đôi khi cái này nó có cái áp lực về thời gian nữa, tức là ví dụ như khi họ có một việc như vậy thì đôi khi mình cũng phải trao đổi với họ ngay. Về đa tầng á anh, không phải là mình chuyển dịch hết sang não người nhưng mà mình có sử dụng não của bò sát và não của theo nguyên tắc của não động vật có vú và não bò sát nữa, chứ không phải là chuyển hết nhưng mà mình chuyển dần từ từ thôi. Tức là trước đây thì mình toàn là sử dụng não bò sát không, thì bây giờ mình ý thức lại, mình chuyển qua phần não người một phần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì sau này á, nếu mà anh theo hết cái khóa này thì anh sẽ biết cách để tách tâm và cảnh. Lúc đó anh rất là sáng suốt để xử lý vấn đề. Tri thức này nó vi diệu lắm. Anh cứ kiên nhẫn. Okay, cái đấy cũng cũng đúng. Tại vì bản thân đôi khi là bản thân mình cũng nhiều lúc mình đặt ở cái vị trí não người nhiều quá thì nó sẽ cũng là một cái rào cản trong cái việc mà mình giao tiếp với đối diện. Đó cũng là một cái Não nào nó cũng có thực chức năng của nó hết, là tại vì nó có tế. lợi ích nó mới xuất hiện, còn nếu mà nó không có lợi ích thì nó không có xuất hiện. Cái não bò sát là nó giúp bảo vệ mình, mà nó giúp bảo vệ mình an toàn, nó bảo vệ mình an toàn. Nhưng mà do là bởi vì mình sử dụng nhiều quá đó, mà mình không chú ý là mình không có sử dụng não người thì mình không kiến tạo được tầm nhìn. Thì sau này sẽ có, ví dụ như sau này nó có 5 cái tầng bậc lãnh đạo, là lãnh đạo bằng quyền lực là tầng lãnh đạo thấp nhất, lãnh đạo bằng vật chất, lãnh đạo bằng tình cảm, lãnh đạo bằng sự phát triển và lãnh đạo bằng tầm nhìn. Thì nếu nếu như mình muốn giữ được người và phát triển, hay người tài, thu hút được người tài, mình phải lãnh đạo ở tầng thứ tư và lần tầng thứ năm, lãnh đạo bằng sự phát triển và lãnh đạo bằng tầm nhìn. Thì lúc đó tự nhân sự họ sẽ biết cách họ làm, mà mình cần không cần phải thúc ép, không cần phải gì hết. Mình cũng cũng có nghe về cái như 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 cô Thư nói, nhưng thực sự là để có thể gọi là hiện thực hóa nó ra cuộc sống ấy, thì bản thân mình cũng đang đang bị mắc ở Anh nghĩ chính cái bên phần đó. bên ngành bảo hiểm rất là đơn giản để lãnh đạo từ cấp độ thứ tư, bởi vì chuyên đào tạo phát triển con người, mà làm sao không lãnh đạo bằng sự phát triển được. Nó cũng sẽ có một vài những cái yếu tố khác và tùy theo từng con người nữa. Tại vì còn nó còn phụ thuộc vào điểm mạnh điểm yếu của mình, cái phần vật chất của mình và phần phi vật chất của mình nữa. Thôi Nó có những cái lợi ích hay có những cái tác động với họ hay không? từng bước học, từng bước mình sẽ làm, sẽ thấu suốt bản thân mình trước. Mình sẽ hiểu mình muốn gì, mình muốn cái gì và mình cần phải dung bồi thêm cái gì. Dạ biết ơn anh Thành. Mời Trang đi. Ok, chắc mọi người cảm ơn mọi người. Dạ biết ơn anh. À, em thì em tâm đắc về phần thật ra thì như chị nói cái câu mà nó ghi lại á, chị là đơn giản hóa vấn nạn của một con người thì chỉ có bốn vấn nạn thôi. Mà đi sâu và phân tích về cái ngôi nhà này thì đúng là thiệt là cái vấn nạn này nó cũng sẽ tác động và nó ảnh hưởng đến vấn nạn kia. Và cho dù là mình có thể là làm tốt một trong bốn vấn nạn này thì hoặc là ba vấn nạn đi thì vấn nạn còn lại cũng sẽ tác động và làm cho mình lại tiếp tục xoay quanh cái vòng luẩn quẩn đó. Và sau đó thì đi sâu hơn vào cái việc đó là mình có bảy ngọn đèn về phi vật chất và vật chất để có thể là xử lý được những cái vấn nạn của mình một cách tốt nhất. Thì đang
đang cảm, đang thụ rồi đó chị. Tuy nhiên thì chắc đang không biết là sẽ ngấm được và ngộ ra được hay không. Thì em nghĩ rằng là chắc là sẽ đi theo một cái khóa học này để có thể cảm nhận sâu hơn nữa về cái bảy ngọn đèn này. Tại vì như chị nói là cái nguyên lý ánh sáng này là cái hay nhất và cũng là cái cốt lõi của cái khóa học này. Dạ, thì cũng thấy thấy thú vị đó chị. Bằng chứng là học đến 12 giờ đêm mà không có buồn ngủ, mà Còn càng năng học lượng thì tự đúng nhiên không? càng tỉnh. Dạ, càng học thấy càng tỉnh. Dạ. Chắc là tức tức tới sáng luôn quá, năng lượng nhiều quá. Dạ, cảm ơn chị và mọi người ạ. Cứ theo lộ trình khoảng 15 ngày. À, 15 ngày để chúng ta thay đổi cuộc đời chúng ta thì không có lý do gì chúng ta không học hết. Chúng ta đã lẩn quẩn nhiều năm rồi. Lẩn quẩn nhiều năm rồi. Thì cứ thử trải nghiệm thêm 15 ngày cũng có 15 buổi thôi. 15 buổi có khoảng 30 tiếng đồng hồ chứ mà. Để nó cứu lấy tương lai bao nhiêu năm còn lại. Mà chị Nhung, phát biểu vài câu gió mát trái tim. Tỉnh tuần. May quá, tưởng là không cho nói thì cũng cố để giành vết nói, may quá được gọi tên, biết ơn cô Thư. Nhung rất là tâm đắc với cái bài, với cái nội dung của bài chia sẻ của cô Thư ngày hôm nay. Thực sự là như vậy. Nghe thêm một lần thì sáng thêm một lần, thì với cái ba cái nguyên lý, mà ngày hôm nay cô Thư chia sẻ, thì cái điều đầu tiên, bài học đầu tiên Nhung ngộ ra được thêm đó là đúng như cô Tư nói đó, đó là cái nguyên lý ánh sáng là cái nguyên lý quan trọng nhất, không phải vì nó chưa ánh sáng mà bởi vì sao, bởi vì là nó bao trùm, nó là cái đích đến, nó vẽ ra cái đích đến. Cái nguyên lý ánh sáng đó nó là cái mà vạch ra được cái hình ảnh trong tâm trí cho chính bản thân của mình, vẽ ra cái kết quả để mà mình hướng tới. Và Nhung rất thích cái câu của cô đó là cái gì mà làm cho bốn cái yếu tố của căn nhà là nội tâm nào, sức khỏe nào, mối quan hệ nào, tài chính, điều gì mà làm cho nó được nâng lên, làm nó tốt lên thì tôi làm theo, còn cái gì mà làm nó đi xuống tôi dừng lại, tôi cũng có để ý đấy. Thì cái nguyên lý ánh sáng này là cái nguyên lý mà bao trùm, nó là như là kim chỉ nam, nó là định hướng. Đồng thời á, thì với Nhung nhìn lại thì cả ba cái nguyên lý này nó như cái mối quan hệ tương hỗ á. Thì cái nguyên lý kích hoạt não và cái nguyên lý là hỏi nguyên lý chuyển hóa, thì nó đặc biệt là cái nguyên lý mà chuyển hóa nó như là một cái cách, cái phương pháp để mình có thể hiện thực hóa được cái việc áp dụng nguyên lý ánh sáng bằng cái việc đó là mình sẽ luôn luôn có những cái nghi vấn, cái nghi vấn mà thuận chiều mong muốn, tức là đặt ra những cái câu hỏi đơn giản ngắn gọn nhưng mà hướng đến điều mình mong muốn. Và chính những cái cách này mà mình cứ làm hàng ngày, làm hàng giờ, thì mình đưa nó vào suy nghĩ và lời nói, kiểm soát nó, chỉ định hướng đến cái việc mà mình mong muốn rồi, thì dần dần nó kiến tạo trong tư duy của mình, kiến tạo đến nó là cái tư duy đích đến, thì cũng chính là phục vụ cho cái việc là làm sáng những cái ngọn đèn trong cái nguyên lý ánh sáng lên. Thứ hai á, là cái việc là rút ra cái bài học tâm đắc ngộ ra đó trong cái nguyên lý kích hoạt não, thì đó cũng chính là cái phương pháp để mình hiện thực hóa cái nguyên lý ánh sáng. Bởi vì là khi mà mình rút ra được bài học tâm đắc ngộ ra thì cũng là mình đang kích hoạt cái tổng nghiệp thức của mình lên, thì nó cũng là để cho mình vun bồi trí tuệ, và từ cái trí tuệ này thì nó sẽ dần dần mình sẽ làm thắp sáng thêm những ngọn đèn khác trong cái ngôi nhà của mình. Thì là trong ba cái nguyên lý này thì Nhung cảm thụ là nó đều cần cho bản thân mỗi người, rất là cần thiết cho bản thân mỗi người. Nhưng mà trong đó cái nguyên lý mà kích hoạt não á, thì nó sẽ còn có thêm cái đó, nó trong cái việc mà đối với bên ngoài, nhất là với các công tác mà gọi là giáo dục đào tạo hay là công tác đào tạo nhân sự đó, thì nó cực kỳ cần thiết cái nguyên lý về kích hoạt não. Đương nhiên là cả ba cái nguyên lý này đều cần, ba cái nguyên lý này đều cần cần cho tất cả mỗi bản thân mỗi người. Nhưng mà cái đặc biệt cái nguyên lý kích hoạt não cần được
Khi mà mình áp dụng thì không chỉ là với bản thân mình mà nó có vai trò, nhưng cảm thấy là nó có vai trò rất là quan trọng trong cái công việc, cái chuyên môn của việc đào tạo, giáo dục đào tạo hoặc là đào tạo về nhân sự, về đội ngũ. Thì cái nguyên lý kích hoạt não này là mình cần dùng nó một cách gọi là phù hợp á, một cách rất là phù hợp, phối hợp cả ba cái tầng não để mà với một cái tỷ lệ phù hợp để đạt được một cái kết quả mình mong muốn. Thì đó là những cái điều mà Nhung rất là tâm đắc trong cái bài chia sẻ của cô Thư, nhờ cô Thư và nhờ cả những cái nghi vấn của anh Thành mà Nhung hộ thêm ra được như vậy. Biết ơn cô Thư và biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, biết ơn chị Nhung. Thôi hôm nay mình học tới đây mình ngưng ha cả nhà. Biết ơn cả nhà lắm lắm đã ngồi tới giờ này. À, ngày mai mình đã từng nghe một câu nói là gì? Có trong đầu thì có trên tay. Có trong đầu thì sẽ có trên tay. Thì trong đầu cái gì? À, mình cần có cái gì trong đầu để mình có trong tay đây. Thì ngày mai mình sẽ học công thức đổi hình, đổi đời. Nghe hấp dẫn ha. Đổi hình, đổi đời. Hẹn gặp lại cả nhà lúc 22 giờ tối mai. Tối Dạ, nay biết ơn cả nhà chúc ngủ ngon. bye bye ngủ.